Xin chào quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần. Ngày hôm nay thì Long rất hân hạnh khi được giới thiệu với các bạn, đó là một món khai vị lạnh ức vịt ăn kèm với lại xà lách son nghiền và táo ngâm với lại rượu. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tới từng thành phần chính của món ăn ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta có một cái ức vịt Pháp. Chúng ta sẽ cho nó vào trong một cái nồi nước và nhiệt độ lúc này bên trong của nước là 60 độ C. Thì mình sẽ bỏ cái phần ức vịt này vào đây nấu trong 40 phút. Trong cái quá trình mà chúng ta chờ đợi cho cái phần thịt vịt này nó chín thì mình sẽ chuẩn bị cái phần mà một lát mình ướp vào trong vịt. Chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp gồm có là nước tương và mật ong. Tiếp theo là nước dùng gà và cuối cùng là một ít rượu vang đỏ. Chúng ta sẽ nấu cái hỗn hợp này trong khoảng 15 cho tới 20 phút cho sánh lại cũng như là các gia vị nó sẽ hòa tan vào nhau. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách sử dụng một cái muỗng. Lúc này thì cái độ sánh của cái hỗn hợp sốt đã được. Chúng ta có thể lấy nó ra khỏi nồi và cho vào một cái chén. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nấu phần sốt rượu vang đỏ. Tỏi và hành tím thì chúng ta sẽ phải cắt lát nó ra. Chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp hành tím và tỏi vào trong nồi. Tiếp theo thì cho cái dung dịch rượu vang đỏ vào đây. Sau đó chúng ta cho vào đây một ít lá thơm tươi và một bông hồi. Chúng ta sẽ nấu cho tới nó rút xuống còn lại 1/3. Ví dụ như các bạn sử dụng 450ml rượu vang đỏ thì chúng ta sẽ nấu xuống còn 150. Và lúc này thì cái hỗn hợp sốt của chúng ta nó cũng đã rút xuống được còn 1/3. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít đường, nước dùng bò cô đặc và cuối cùng là một ít bơ lạc. Chúng ta sẽ tiếp tục nấu trong vòng thêm 10 phút nữa để cho cái hỗn hợp sốt này nó sánh lại. Sau đó thì chúng ta sẽ đem lược nó ra để cho có cái phần sốt nó mịn mà hơn. Sau khi chúng ta lược thì chúng ta có được cái hỗn hợp sốt rượu vang đỏ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu cái phần syrup với lại rượu whisky ngâm vào trong cái phần táo. Chúng ta sẽ cho tỷ lệ là một nước với lại một đường và nấu cho tới khi cái hỗn hợp đường này nó tan ra hết. Táo thì chúng ta sử dụng một cái quả táo đã được gọt vỏ. Chúng ta sẽ cắt nó thành từng múi nhỏ như thế này. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần táo này vào trong một cái hũ thủy tinh và một ít rượu whisky, một vài nhánh thơm. Và khi cái hỗn hợp này nó đã sánh lại, mình sẽ cho nó ra ngoài và để cho nó nguội chút xíu và sau đó chúng ta sẽ chan cái hỗn hợp này vào trong cái phần táo. Sau đó thì chúng ta có thể cho cái hỗn hợp này vào trong tủ lạnh, sau 6 tiếng thì chúng ta có thể sử dụng được. Lúc này thì cái phần vịt của chúng ta sau 40 phút cũng đã chín. Chúng ta sẽ cho ngay vào trong thau nước đá. Thì cái nhiệt độ lạnh của nước đá nó sẽ làm cho cái miếng thịt của chúng ta nó định hình lại. Và ngoài ra thì nó sẽ giảm cái nhiệt độ. Thì cái miếng thịt ở bên trong nó sẽ không tiếp tục chín nữa và nó sẽ đạt cái nhiệt độ nhất định ngay thời điểm này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng sử dụng tay để tách cái lớp da vịt ra. Chúng ta sẽ cho nó vào tủ mát. Còn đối với lớp da này thì chúng ta sẽ cho nó vào lò nướng và nướng cho tới khi nó giòn lên. Sau đó chúng ta băm nhuyễn nó ra. Đầu tiên chúng ta sẽ cho xà lách son vào trong một cái nồi nước đang sôi và một ít đậu bo. Chúng ta sẽ đảo đều cái hỗn hợp này trong khoảng 30 giây. Vớt cái hỗn hợp này ra và cho nó ngay vào trong một cái thau nước đá để giữ cho cái hỗn hợp này nó được xanh. Sau khi mà chúng ta cho hỗn hợp mà xà lách son từ đá vào trong máy xay thì mình sẽ nêm nếm vào đây một ít muối và tiêu và một ít santana để tạo cái độ kết dính.